ngày hôm nay, 88 độ phim sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ phim đang làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn phim ảnh, Thái tử Phi thăng chức ký. Bộ phim này đang thực sự là hiện tượng khuynh đảo nhiều trang mạng xã hội của làng phim chiếu mạng trong thời gian gần đây. Vậy công thức gì đã tạo nên cơn sốt này? Hãy cùng 88 độ phim giải mã ngay sau đây các bạn nhé. Điểm khác biệt cũng như hấp dẫn của bộ phim đó là thay vì xây dựng chuyện tình yêu lầm lì bi đát, các nhân vật chính theo mô típ chuẩn mực, thì Thái tử Phi thăng chức ký lại đi theo hướng mới, đem lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Nội dung phim kể về Trương Bằng, một anh chàng sát gái đào hoa ở thời hiện đại, nhảy xuống hồ bơi cứu người nhưng lại bị nạn nhân đạp cho hôn mê. Khi tỉnh dậy, Trương Bằng phát hiện mình đã xuyên không về quá khứ và biến thành Thái tử Phi Trương Bồng Bồng. Đi ngược với những bộ phim được đầu tư kỹ càng hiện nay, Thái tử Phi thăng chức ký được nhận xét là nghèo rớt mồng tơi khi được đầu tư với kinh phí ít ỏi. Dàn diễn viên đều là các tên tuổi hoàn toàn xa lạ với đông đảo khán giả như Trương Thiên Ái, Thích Nhất Luân hay Vu Mông Lung. Ấy vậy mà, chỉ sau vài tập phim, không những hai nam chính đã trở thành các soái ca được cư dân mạng săn đón nhiệt tình, mà cô nàng Thái tử Phi Trương Bồng Bồng còn trở thành nhân vật nữ được yêu thích nhất. Oppa, 你又说错了，你应该说， 这里的东西果然好吃，思密达。啊，对，思密达，好吃思密达，思密达思密达思密达。擦浪嘿哟，擦浪嘿哟，是擦浪嘿哟，擦浪嘿哟，擦擦擦浪嘿哟，擦浪嘿哟。 Và đây là lý do khiến Bồng Bồng của chúng ta được yêu thích. Do mang trong mình linh hồn của người đàn ông háo sắc Trương Bằng, hẳn nhiên Bồng Bồng không thể tiếp tục làm một Thái tử Phi đoan trang. Đặc biệt, tính háo sắc của Bồng ca còn khiến người xem cười không ngớt. Ê啊 Không chỉ háo sắc, Thái tử Phi của chúng ta còn chẳng hề biết ngại ngùng trước mặt nam giới. Ngay cả với Thái tử Tê Thịnh mà cô nàng cũng chẳng nề nang hay ý tứ gì. Hài hước hơn nữa là đan xen trong các tình huống Trương Bồng Bồng lúc giọng nam, lúc giọng nữ, lúc bán tiếng Trung, lúc bán ngoại ngữ tăng tăng. Có thể đánh giá với lối diễn tự nhiên, Trương Thiên Ái đã nhập vai hoàn hảo trong hình tượng Thái tử Phi Trương Bồng Bồng, không hề yếu đuối, cũng chẳng hề bánh bèo. Đây được coi là điểm sáng nhất của phim.
Không có kinh phí cho diễn viên cũng chẳng có nhiều tiền đầu tư cho trang phục và bối cảnh. Thế nên, thay vì hướng tới sự đẹp đẽ, tạo hình phim hướng tới sự độc lạ và có phần bá đạo. Thiết kế độc đáo và sử dụng nhiều màu sắc xến sầm như màu hồng cánh sen hay là xanh lá chuối đã tạo nên một cuộc cách mạng mới cho các phim cổ trang hiện nay. Ngoài ra, thay vì mặc tới 5-6 lớp áo như chuẩn mực của thời cổ, thì dàn diễn viên trong tác phẩm này, từ trai đến gái, đều diện phục trang khá mát mẻ, từ hở vai đến lộ phần đùi. Nhân vật nam cũng được đạo diễn tận dụng hết mọi đạo cụ mà khoác lên cho nhân vật. Không nói đâu xa, ngay cả với nam chính, trong khi thái tử nhà người ta có long bào hình rồng vàng, thì thái tử Tê Thích nhà mình lại mặc áo hình cá vàng may từ vải rèm cửa, đi dép sang đan và không có quần dài. Chưa kể bộ chiến phục khó có thể không khiến nhiều người liên tưởng tới tạo hình của Ninja Rùa. Vâng, có lẽ để nói về sự nghèo của bộ phim thì trong chốc lát không thể kể hết, bởi vì có quá nhiều điều để kể. Các bạn có thể tưởng tượng được không khi hầu hết bối cảnh hoàng cung trong phim chỉ được gói trọn tại hai bối cảnh thuộc phim trường Tượng Sơn. Các cảnh quay khác nhau sẽ được sơn màu khác nhau để tạo ra sự khác biệt. Tuy nghèo là thế, nhưng đạo diễn phim lại mạnh dạn xây dựng tận hai cái kết. Cái kết thứ nhất, Trương Bồng Bồng bị sát hại và trở về hiện tại, trở lại thân xác Trương Bằng. Những hình ảnh sau cùng bằng như trở về thời cổ đại, nhìn ngắm Bồng Bồng và Tể Thịnh bên nhau. Còn cái kết thứ hai được ra mắt ngay sau đó một ngày với một diễn biến khác. Trương Bằng được trở lại với thân xác của mình. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, Trương Bằng nhìn thấy một bác sĩ là chuyển thế của Tề Thịnh. Anh đuổi theo, ánh mắt họ nhìn nhau như mở đầu cho nhân duyên kiếp này. Như vậy có thể thấy rằng với một dàn diễn viên không tên tuổi nhất, cùng với những tình tiết bựa nhất quả đất, kinh phí nghèo nàn nhất, Thái tử Phi thăng chức ký đã tạo nên một thành công không ai ngờ tới. Và dù gây nhiều tranh cãi, nhưng bộ phim vẫn là một dự án hot của năm 2016.